thành phố Sydney, Australia, mỗi năm đến thăm gia đình. Rồi hôm nay đi cái lễ đầu năm của nhà thờ. Tâm trạng của chị Thủy hiện tại thế nào khi mà chị có mặt ngay đêm 30 để chúng ta cùng nhớ về quê nhà, những người con đang xa quê thưa chị? Rất là hãnh diện và hạnh phúc khi gặp được cộng đồng Việt Nam và gặp được gia đình đoàn tụ và gặp được một những cái người bà con Việt Nam mình đến từ những khắp thế giới để tham dự cái buổi lễ tối hôm nay, buổi lễ giao thừa hôm nay. Em được biết là những tháng vừa qua tại thành phố Sydney, Úc Châu rất là nóng, thì hiện tại thời tiết bên đó như thế nào so với miền Nam California se se lạnh như hiện tại thưa chị Thủy? Thì thật sự ngày hôm nay á, chị gọi về nhà thì cũng rất là nóng, tại vì mùa hè năm nay là gọi là mùa hè đỏ lửa so với những mùa hè năm rồi. Nhưng mà thì cũng tương tự với Cali trong những tháng mùa hè, nhưng mà phải nói là năm nay tương đối là khá nóng. Nhưng mà khi qua với cái khí xuân bên Cali á, thì chị cảm thấy là lạnh, nhớ cái Tết quê hương. Nhưng mà Tết ở Cali thì chị thấy hạnh phúc và ấm áp nhiều hơn. Với những điều cảm nhận của chị Thủy đó, thì chị có nghĩ là thời gian sau này khi mà retire á, chị có dự định là về California sống những tuổi đời còn lại không? Thì chắc chắn là như vậy. Tại vì gia đình chị ở đây khá đông. Thành ra một cái wish cuối cùng của chị là retire ở Cali. Kính thưa quý vị, đồng hương Việt Nam chúng ta tại miền Nam California nói riêng và các tiểu bang Hoa Kỳ nói chung chuẩn bị đón một giáo dân đang định cư và làm việc tại thành phố Sydney, Úc Châu sẽ về USA trong tương lai. Em xin cảm ơn chị Thủy đã dành ra vài phút tâm tình và em cũng xin chúc chị nhiều sức khỏe, bình an khi trở về Sydney cũng như những người thân trong gia đình hưởng một mùa Tết thật là an khang thịnh vượng, phát tài. Và để có một tâm tình gửi đến những người thân, những đồng hương Việt Nam chúng ta tại Sydney cũng theo dõi chương trình ngày hôm nay, thì chị Thủy sẽ có những lời tâm tình gì trong ngày xuân tại California? Trước thì chị cảm ơn cộng đồng giáo dân của nhà thờ Chánh Tòa hôm nay. Thứ nhì là chị cảm ơn gia đình. Thứ ba là chị cảm ơn Thảo. Có duyên để được gặp Thảo thì chị cũng chúc mọi sự được an khang thịnh vượng. Rồi riêng Thảo chị cũng xin chúc Thảo được nhiều hạnh phúc, may mắn trong cái những ngày sắp tới, những năm tới của một tuần này. Thì cho xin gửi lời cảm ơn đến Thánh Tòa hôm nay đã tổ chức được một buổi giao thừa mà chị nghĩ là tất cả mọi người dân Việt Nam đều mong đợi cái đêm hôm nay.
Trịnh Thảo Nguyễn là hai anh chị đến từ thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Xin welcome anh chị về miền Nam California. Dạ. Động cơ nào ngày hôm nay 30 Tết mà anh chị lại có mặt tại miền Nam California và hiện diện đang có mặt tại nhà thờ Chánh Trò Chúa Kitô? Xin anh chia sẻ tâm tình ạ. Dạ, chào anh và chào tất cả cộng đồng Công giáo ở đây ạ. Tôi là Phạm Thanh Bình và vợ tôi là Đồng Thị Trang, đã đến nghe được California rất là nắng ấm, và thứ hai nữa là tình người rất là nồng, nên thời tiết ở đây cũng tốt. Rồi thứ hai nữa là tôi đến đây thăm bà ngoại là má vợ của tôi. Rồi tiện thể tôi cũng là người Công giáo, nghe nói nhà thờ Kiến nghe rất là nhiều và cộng đồng rất là coi như gần gũi với nhau, nên ngày 30 Tết hôm nay nhân tiện tụi tôi đến để dự cái Tết này, chứng kiến cái cách của đón giao thừa như thế nào. Với những lời chia sẻ của anh thì tâm trạng hiện tại của anh như thế nào, chia sẻ về điều. Nó có hai cái điều. Điều thứ nhất là nhìn thấy cộng đồng ở đây quá là thân thiết với nhau. Thứ hai đó, rồi mình là Công giáo nữa. Rồi một điều nữa là cái Tết, tôi thấy là cái giao thừa nó ấm cúng quá, làm tôi nhớ lại cái Tết ở những cái Tết xa nhà ngày xưa. Nên ăn Tết ở đây là thấy cũng quá đủ rồi. Tại thấy cái tình người quá ấm áp. Thưa anh chị, tất cả những giáo dân có mặt ngày hôm nay tại nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô đều xa nhà trong đêm 30. Và anh và chị có nghĩ một năm nào nữa anh chị sẽ về quê nhà để tận hưởng một đêm giao thừa tại quê nhà Việt Nam chúng ta hay không? Dạ. Anh có nghĩ điều đó không? Cảm ơn anh. Chắc tôi cũng nghĩ điều đó anh. Sớm muộn thôi. Với lại niềm tin Công giáo thì tôi tin rằng Chúa chắc bà mẹ không bỏ mình đâu. Mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ trở về quê hương mình với một cái sự tự do đó anh. Tự do tôn giáo, tự con mọi cái mình sống, và tôi cũng muốn cái tình quê hương lắm. Đất của mình mà, máu của mình mà, da vàng, máu đỏ da vàng, thì tôi rất mong muốn. Và tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chắc anh em mình sẽ gặp nhau ở bên đó, không xa đâu anh. Kính thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của hai anh chị đến từ thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Thảo Nguyễn xin cảm ơn anh đã đại diện cho bà xã để tâm tình vài điều. Chúc anh chị những ngày còn lại miền Nam California hưởng một mùa xuân Mậu Tuất thật là đầm ấm bên những người thân cũng như trong những buổi lễ. Tôi cũng xin chúc cho tất cả mọi người và cũng như anh Thảo Nguyễn được một năm mới luôn an khang và thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Dạ, cảm ơn anh nhé.
xin gửi lời chào thăm cũng như là chúc Tết một năm mới bình an, hạnh phúc và vạn sự may lành đến cho quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ cũng như là toàn thể anh chị em cao đoàn và tất cả mọi giáo dân đang tham dự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa Chúa Kitô này, cũng như là những cộng đoàn Việt Nam ở các giáo xứ khác. Thì chúng tôi hy vọng rằng là trong năm mới này sẽ có nhiều cái biến chuyển, những cái thay đổi mới, và nhất là riêng cho những người Việt mình ở nơi xứ xa này sẽ được nhiều cái sự tốt đẹp và thuận lợi hơn. Dù là sống ở một cái quê hương xa lạ nhưng mà người Việt Nam mình lúc nào cũng gắn bó và đoàn kết để mà cùng nhau xây dựng một cái cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, đó là lời tâm tình của anh Quốc Vinh, một ca trưởng tại cộng đoàn Giáo xứ Chánh Tòa Chúa Kitô. Thảo Nguyễn xin cảm ơn anh đã dành ra vài phút tâm tình. Chúc anh nhiều sức khỏe và cộng đoàn ngày càng lớn mạnh cho anh ạ. Cũng xin chúc mọi người được một năm mới bình an, hạnh phúc. Cũng trong tâm tình này, Thảo Nguyễn xin kính chúc tất cả quý giáo dân đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng trên hệ thống đài truyền Asian World Media một năm mới nhiều an khang, phát lộc dồi dào. Xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự cộng đồng kỳ tới trên đài truyền hình Asian World Media do Thảo Nguyễn thực hiện. Xin trân trọng kính chào.